để khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, thành viên ban chỉ đạo đề án này xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là một trong các giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, đưa cao thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động và gia đình, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đề án, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan, do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trên đa nền tảng, đa phương tiện về công tác triển khai đề án giai đoạn 2020-2025. Nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định pháp luật, chính sách điều kiện tiêu chuẩn chế độ quyền lợi trách nhiệm, thu nhập của người lao động khi tham gia làm việc ở nước ngoài và những địa chỉ uy tín để người dân đến đăng ký. Ngành cũng tăng cường công tác quản lý đào tạo nghề, trình độ ngoại ngữ, đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp quá, hiện đại quá và hội nhập quốc tế. Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Quỹ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuyển chọn lao động tại địa phương, hỗ trợ người lao động dây vốn, tổ chức kiểm tra, theo dõi, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân lợi dụng chính sách của nhà nước để dụ dỗ, lôi kéo, đưa người lao động đi làm việc bất hợp pháp.